cái đoạn đường Hải Thượng Đằng Ông này nó đông lắm. Bên này như có biến rồi các anh chị ơi. Để nhìn ở đây này. Bên này hạn chế khu vực siết chặt này, phòng chống dịch này, không cho đi, tăng cường công tác phòng chống dịch nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, tất cả các sạp chợ Kim Biên đều đóng. Cảnh chưa từng có luôn. Chợ Kim Biên không có một cái gian hàng nào mở cửa nha các anh chị ơi. Quá là đáng sợ luôn. Rồi, còn phía bên này đang là rào chắn rồi này. Rồi, khu vực vào chắn hết rồi, chợ Kim Biên. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Du Chu Du. Thì hiện tại em đang có mặt tại con đường Tạ Quang Biểu của quận 8 nha anh chị. Thì trước mặt thì anh chị đây á, đây chính là cái trường trung học phổ thông Tạ Quang Biểu. Thì hôm nay em sẽ xuất phát từ trường trung học phổ thông Tạ Quang Biểu này đi về hướng quốc lộ 50, trên con đường Tạ Quang Biểu đi la giao quốc lộ 50 và đi về hướng cầu Trà Và, đi qua bến đi qua khu vực Chợ Lớn và bến xe Chợ Lớn nha các anh chị. Mà dịch bệnh như hiện nay tại Sài Gòn thì Sài Gòn có những cái thay đổi gì ở trên đường phố, thì thông qua video này em muốn gửi tới các anh chị và quý cô chú mình. Mình không có thể thời gian mình đi ra ngoài mình coi được, thì em sẽ gửi đến những hình ảnh chân thật nhất để cho anh chị mình cùng theo dõi ha. Cái đoạn đường mà đường Tạ Quang Biểu này á, trong đường thì cũng rất là đông các phương tiện mà đi lại từ đây giao với con đường mà quốc lộ 50 để mình đi về hướng Long An nha các anh chị. Cái hướng quốc lộ 50 này á, thì kéo về bên phía tay trái thì mình sẽ giao với con đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trong những ngày gần đây thì tình hình về dịch Covid ở thành phố diễn biến khá là phức tạp. Những cái ca mà lây nhiễm thì liên tục tăng lên, thì thành phố cũng đang là siết chặt những cái nguồn lây nhiễm này và khoanh vùng. Khu vực quận 8 thì có một cái đoạn mà khu vực phường 16, khu vực mà đi ra cái đường bến Phú Định nhé quý vị. Bến Phú Định nha các anh chị, cảng Phú Định á, là đang là phong tỏa cái đoạn đó để theo chỉ thị 16 mình dập dịch trong khu vực này. Đây là con đường mà quốc lộ 50 đi về hướng cầu Trà Và. Tình hình đường xá thì con đường quốc lộ 50 này thì bình thường thì xe đi lại ô tô và xe máy thì cũng đông lắm. Nhưng mà trong những ngày này anh chị thấy hai bên đường á, những cái quán này, những cái cửa hàng đều là đóng cửa này. Còn bên tay trái này là đang lăng dây này, nó làm những cái dây này. Đường thì em thấy người dân thì đi lại trên đường ít lắm, đa số thì những cái anh shipper đi là nhiều, người dân họ cũng hạn chế đi ra đường cái thời điểm này. Thank you.
nhà của Novaland nha. Tòa nhà này thì nằm ngay ở khu chỗ trận lớn luôn đó. Cái dịch đợt thứ tư này á thì thành phố khá là ngấm đòn nha các anh chị, thì những cái người dân á, họ không có việc làm. Mình thấy là những cái người vô gia cư và những người đi xin, những người bán vé số ngoài đường mỗi ngày một đông, mỗi ngày một đông hơn so với lúc trước. Vì tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, thì từ quán ăn, quán cà phê rồi buôn bán, tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng. Người dân, nhiều người người ta không có việc làm. Thì những cái chợ mà tự phát thì cũng tạm ngưng để mình thực hiện phòng chống dịch. Ở đây chính là cái cầu Trà Và đây các anh chị. Cầu Trà Và mình sẽ nối từ bên phía quận 8 qua bên phía bên quận 5. Khúc mà đường Hải Thượng Lãng Ông này, mình sẽ đi một vòng cái khu vực mà khu chợ lớn, khu chợ Kim Biên. Chợ lớn, khu chợ Kim Biên là một trong những cái khu vực mà sầm uất nhất ở Sài Gòn, thì lượng buôn bán, người mua và người bán, thì tình hình trong cái đợt dịch này thì diễn ra như thế nào, rồi khu chợ này có sầm uất hay không, mời các anh chị đang đi theo em nha. Này thì có rất là nhiều những cái cửa hàng này, những cái sạp mà bán những cái thuốc đông y. Cái đoạn đường Hải Thượng Lãng Ông này đông lắm. Bên này như có biến rồi các anh chị ơi. Đấy, nhìn ở đây này. Ôi, đang tiêm à. Khu vực đó chính là cái điểm mà tiêm vaccine nha. Hiện tại thì thành phố đang triển khai đồng loạt tiêm vaccine cho người dân giai đoạn đầu tiên. Đây các anh chị, đây những cái dịp ngày lễ ngày Tết này, khu này vô cùng là đông và sầm uất luôn. Bây giờ này những cái sạp mà đóng cửa hết rồi, không có mấy sạp mà mở cửa đâu. Rồi những cái người mà người ta làm những công việc này, những người làm thuê thì họ sẽ đi về đâu đó, anh chị mình còn thấy không ạ? Hôm nay là trong những cái thời điểm, những cái dịp mà gần lễ Tết này, em hay ghé qua đây để em quay cái video cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Thì bây giờ đó, tình hình nó như bây giờ này. Đường xá thì vắng lặng, quán thì các gian hàng, các sạp thì đóng cửa bớt rồi, không có mấy cửa mở cửa đâu.
Đây là cái phía một bên, lát nữa em sẽ đi qua cái hướng mà bên bên kia đường để em quay kỹ hơn. Mình cũng theo dõi này. Hiện tại thì những cái xe mà dịch vụ như xe tải chở khách, xe chở khách, xe buýt hay là các hãng xe công nghệ mà dạng xe hơi, xe bốn bánh thì tất cả là đã dừng hoạt động để phục vụ cho công tác chống dịch. Hiện tại thì những cái xe mà xe công nghệ thì chỉ có xe hai bánh nó còn hoạt động được thôi. Đây là cái đoạn bến xe Chợ Lớn này cô chú anh chị. Đây những cái xe buýt thì cả xe buýt là đang nằm ở trong bến rồi, không có hoạt động đâu. Đó, tất cả xe buýt thì ở trong bến như thế này này, không có hoạt động được. Đây các cái cửa hàng tạp hóa đây này, một trong những cái tạp hóa bán rất là nhiều, còn lớn mà xỉ ở đây. Tất cả các dịp muôn nhưng mà bây giờ coi như là tê liệt hết rồi. Dây hết rồi kìa. Đây là cái đoạn mà ngã ba mà đường Nguyễn Thị Nhỏ giao với con đường Lê Quang Sung nha các anh chị. Em sẽ đi vòng lại một cái vòng để em giới thiệu về cái khu Chợ Lớn vào cái thời điểm này để cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Phải thừa nhận là vắng hơn cả mùng 1 Tết luôn nha các anh chị ơi. Cũng đang rất là cầu mong cho Sài Gòn mình nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung là mau qua được cái đợt dịch lần này. Sự là ảnh hưởng quá là nhiều đến cuộc sống của người dân. Đây khu vực buôn bán này có những cái chốt như thế này, hạn chế khu vực siết chặt này, phòng chống dịch, không cho đi, tăng cường công tác phòng chống dịch nha quý cô chú anh chị và các bạn. Và như thế này thôi, xe cộ rất là hạn chế mình đi vào trong khu này. Em xin phép em không vào, em chỉ quay phía bên ngoài thôi. Chợ thì vắng lặng như thế này thôi. Đó, các cái sạp này, Tú Sách Hằng rồi Liên Chi rồi, đóng cửa hết rồi. Bánh kẹo không có người mua, không có ai mua cả, là vắng khách thôi, không tụ tập, chỉ thị 5K nha. Bãi đậu xe thì cũng không có xe nào cả, chỉ có vài xe của những cái anh bốc xếp trong này là những người tiểu thương thôi, còn lại thì không có. Phía bên này đây, những cái chợ lớn rất là sầm uất của thành phố Sài Gòn này. Tại thì tình hình nó ế ẩm như thế này. Ở khu vực Chợ Lớn ở phía em sẽ đi sơ vòng ngoài để cho quý cô chú anh chị mình đã theo dõi rồi. Tình hình rất là ảm đạm ha. Đây là cái đoạn đường mà Tháp 10 đây này. Đường Tháp 10. Những cửa hàng hoa là đóng hết.
Đông Thiên Âm, Bách Hóa Tổng Hợp cũng đóng cửa răng dây. Răng dây thì bán năng đi thôi. Gian hàng bán xỉ, nơi cung cấp xỉ đồ đây. Chợ Bình Tây là mình đã đi qua rồi, còn đây thì mình sẽ đi tới cái khu vực mà chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên đây này. Chợ Kim Biên thì coi như là đóng hết rồi nha. Không còn cái gian nào mà bán hàng nữa. Đó, tất cả các sạp chợ Kim Biên đều đóng. Cảnh chưa từng có luôn. Chợ Kim Biên không có một cái gian hàng nào mở cửa nha các anh chị ơi. Quá là đáng sợ luôn. Rồi, còn phía bên này đang là rào chắn rồi này. Rồi, khu vực vào chắn hết rồi, chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên đóng cửa nha quý cô chú anh chị và các bạn. Mỗi bạn chó này đang đi đường, người hôm nay đi. Nhìn tình hình khu vực chợ lớn này thì mình cũng nhìn được tổng quan về tình hình Sài Gòn như thế nào rồi nha anh chị ơi. Không còn cảnh tấp nập xô bồ, không còn cảnh mà chen chúc nhau để mua bán, thay vào đó là những cái cảnh mà các gian hàng hiện tại đang đóng cửa, mình thực hiện rất là nghiêm ngặt về cái chỉ thị của thành phố cũng như của chính phủ, là mình hạn chế cái dịch vụ không cần thiết để cho mình thực hiện công tác phòng chống dịch. Thì sau cái đợt dịch này mà mình dập dịch thành công rồi thì mình sẽ buôn bán, lúc đó cuộc sống mọi người sẽ trở lại bình thường. Đây thì vừa nãy em có đi qua ngay cạnh cái cửa hàng Vifong này. Đây là một cái điểm đang trích vaccine nha các anh chị. Đây là một cái điểm đang trích vaccine. Để đi quay lại anh chị mình cùng coi là một cái điểm trích vaccine ở đây. Nhiều người đang tập trung ở đây để mình trích vaccine. Bệnh viện Công an thành phố thì đang trích vaccine ở khu vực này. Đây thì em sẽ kẹo vào em đi trên cái con đường Châu Văn Liêm này.
đang đi trên con đường Hồng Bàng nha các anh chị. Đoạn Hồng Bàng này sẽ nối ra với con đường Lý Thường Kiệt hướng mà gần khu vực bệnh viện Hùng Vương. Đây là cái con đường Lý Thường Kiệt này các anh chị ơi. Còn phía bên tay trái màn hình ví của chú anh chị, đây là bệnh viện Hùng Vương. Cái tòa nhà mới đây á, là cái khu tòa nhà mới mà cái khu vực dịch vụ, khám dịch vụ. Cóp Lý Thường Kiệt nha quý anh chị. Rồi trong video ngày hôm nay thì em vừa giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn về cái đấy, toàn cảnh của con đường mà từ khu vực mà đường Tà Quang Biểu quận 8 đi về hướng quốc lộ 50 và qua khu vực chợ lớn. Tình hình của chợ lớn trong những ngày dịch này thì khá là vắng vẻ và rất là nhiều những cái gian hàng đã đóng cửa, không còn cảnh buôn bán tấp nập như thường ngày. Nên là thông qua video này thì em cũng gửi tới hình ảnh, những cái hình ảnh chân thực nhất để cho quý cô chú anh chị mình ở xa mình có thể nắm bắt được tình hình ở trong Sài Gòn cũng như là khu vực tình hình chợ lớn như thế nào. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của em. Nếu yêu thích video thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé.